Kính chào bà con và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình 365 ngày chuyển động để cập nhật những thông tin nông nghiệp bổ ích, những mô hình hiệu quả trong và ngoài tỉnh. Thưa bà con, trong những năm gần đây, nhiều nông dân ở Lâm Đồng nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung đã đưa cây mắc ca vào cơ cấu sản xuất của gia đình mình. Cùng với việc mở rộng diện tích canh tác thì thị trường tiêu thụ của loại cây lâm nghiệp đa mục đích này tương đối khả quan. Thông tin chi tiết sẽ có trong phần cuối của chương trình. Trước hết mời bà con cùng điểm qua một số thông tin nông nghiệp đáng quan tâm khác sẽ được cập nhật trong 365 ngày chuyển động hôm nay. Hiệu quả từ hướng đầu tư trồng lan vũ nữ theo quy trình công nghệ cao ở Đức Trọng. Nông dân đạo ngoài trồng sầu riêng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Tỉnh Thái Nguyên nhân rộng mô hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp. đuôi dê ở tỉnh Đồng Tháp giải pháp tạo sinh kế hiệu quả cho người dân. Thưa bà con, thời điểm này, nhiều nhà vườn trong tỉnh đã tập trung đầu tư chăm sóc các loại hoa để cung ứng cho thị trường nhân tháng cuối năm. Và một trong những mô hình mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bà con ngay sau đây là mô hình trồng hoa lan vũ nữ theo quy trình công nghệ cao cho thu nhập khả quan của nhà nông Phạm Ngọc Tính ở xã Phú Hội huyện Đức Trọng. Lan vũ nữ được mệnh danh là sứ giả của các loại phong lan. Chính vẻ đẹp tinh tế và kiêu sa của loại hoa dài ngày này mà thị trường trong và ngoài nước ngày càng ưa chuộng. Để đáp ứng nhu cầu đó, từ năm 2016, gia đình ông Tính đã tìm hiểu và đầu tư trồng 5.000m2 lan vũ nữ. Nếu so với nhiều loại rau, hoa, củ, quả khác, thì trồng lan vũ nữ có chi phí đầu tư, làm nhà lưới, hệ thống phun sương, giá thể tương đối cao. Nhiều loại vật tư gồm phân bón, thuốc phòng trừ sâu bệnh, ưu yếu nhập từ nước ngoài. Về mặt kỹ thuật, trồng lan vũ nữ cũng tương đối khó. Tuy nhiên, nhờ được trồng trong nhà lưới với quy trình chăm sóc công nghệ cao tương đối đồng bộ nên lan ít sâu bệnh, không tốn nhiều công chăm sóc. Khi bước vào giai đoạn kinh doanh, nông dân có thể thu gần như quanh năm, mỗi đợt thu thường cách nhau từ 20 đến 25 ngày. Nếu được chăm sóc khoa học, tuổi thọ của cây lan vũ nữ có thể kéo dài lên đến, đến gần 10 năm. Những năm gần đây, lan vũ nữ luôn có giá ổn định. Ngày thường, mỗi bó lan vũ nữ loại A có giá từ 65.000 đồng đến 90.000 đồng. Những dịp lễ Tết, giá hoa có thể đạt đến trên 100.000 đồng một bó. Với năng suất hàng năm đạt hàng chục ngàn cành một hecta, gia đình ông Tính có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Tiếp nối chương trình sẽ là một mô hình trồng sầu riêng ở huyện Đạo Oai. Thưa bà con nông dân, nhận thấy việc trồng sầu riêng giống cũ, cà phê và điều dưới hình thức vườn tạp về lâu dài không ổn định bởi hiệu quả kinh tế không cao. Nhà nông Trần Công Thành ở xã Hà Lâm đã quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Theo đó, bên cạnh việc ứng dụng quy trình sản xuất tiên tiến, nhà nông này đã đưa vào canh tác hai giống sầu riêng chất lượng cao là ri sáu hạt lép và mon thần. Sầu riêng là loại cây ăn trái lâu năm nên gia đình ông Thành đã ưu tiên đầu tư chăm sóc theo hướng bền vững, tăng sử dụng các loại phân chuồng để cung cấp một lượng phân hữu cơ tự nhiên cho đất chỉ bón thúc các loại phân hóa học trong những giai đoạn cần thiết nhằm giúp cho cây đủ sức để ra hoa đậu quả đồng loạt. Song song đó, đầu tư hệ thống tưới hiện đại để giảm công lao động và tiết kiệm nước. Với cách đầu tư khoa học như thế, vườn sầu riêng rộng 1,5 hecta của gia đình ông Thành sinh trưởng và phát triển đảm bảo vượt qua những giai đoạn khắc nghiệt của thời tiết và tăng khả năng chống chịu với các loại sâu dịch bệnh gây hại. Năng suất đạt bình quân 17 đến 20 tấn một hecta mang về thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Để nhân rộng những cách làm hay, những đổi mới trong tư duy làm nông, hội nông dân các cấp trong tỉnh đã tiên đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. À, và không chỉ giúp nhiều nông hộ ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập, phong trào này còn tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững. Đến nay, tỉnh Lâm Đồng có 66.200 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, bằng 74% số hộ đăng ký, trong đó số hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương là 292 hộ, cấp tỉnh hơn 3.800 hộ, còn lại là cấp huyện và cấp cơ sở. Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại Lâm Đồng đã tác động rất lớn đến cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh, có phần hình thành và phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, để nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập, sản xuất kinh doanh giỏi, thu nhập ổn định, nông dân Lâm Đồng còn phát huy vai trò nồng cốt trong xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, hội viên nông dân đã đóng góp trên 239 tỷ đồng, trên 90.600 ngày công lao động để sửa chữa và làm mới hơn 1.000 km đường giao thông nông thôn, đào vét gần 1.700 km kênh mương thủy lợi cải tạo kiên cố hóa 107 cầu cống thoát nước, xây dựng 31 nhà văn hóa và hội trường thôn, hạ thế công trình điện trị giá 1,1 tỷ đồng. Tỉnh Thái Nguyên là một trong những địa phương trồng chè chủ lực của cả nước với 18.600 hecta, trong đó gần 17.000 hecta chè kinh doanh, năng suất đạt 109 tạ mỗi hecta, sản lượng đạt gần 185.000 tấn nhằm khuyến khích nông dân địa phương ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, Trung tâm khuyến nông tỉnh Thái Nguyên đã triển khai mô hình sản xuất chè xanh an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ với diện tích 22 ha, 87 hộ dân tham gia. Sau 3 năm triển khai, nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, tăng cường sử dụng phân hữu cơ vi sinh, phân chuồng ủ hoai mục kết hợp với phân bón NPK nên cây chè sinh trưởng và phát triển tốt, mật độ búp đều, phiến lá dày, bóng. Chè chế biến có vị đậm, tỷ lệ hao hụt ít. Năng suất chè tăng từ 112 tạ 1 hecta năm 2020 lên 135,2 tạ 1 hecta năm 2022. Thu nhập của các hộ sản xuất trong mô hình đạt trên 218 triệu đồng 1 hecta một năm, cao hơn so với sản xuất thông thường 64,5 triệu đồng 1 hecta một năm. Hiện toàn bộ diện tích chè của mô hình đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và được một hợp tác xã ở địa phương ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với mức giá cao hơn thị trường từ 10 đến 15%, tương ứng tăng từ 3 đến 5.000 đồng một ký chè búp tươi. Đây là tín hiệu tích cực để mô hình tiếp tục được duy trì và mở rộng trong thời gian tới. Còn tại tỉnh Đồng Tháp, mô hình chăn nuôi dê thương phẩm được đánh giá là rất phù hợp với những hội dân vùng biên giới, giúp tăng thu nhập và ổn định kinh tế nông hộ. Để phát huy lợi thế đó, cách đây hơn một năm, từ dự án xây dựng mô hình chăn nuôi dê hướng thịt tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, một số nông hộ tại huyện Tân Hồng của tỉnh Đồng Tháp đã có thêm công an việc làm, tăng thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế gia đình. Được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp giới thiệu về mô hình chăn nuôi dê thương phẩm, gia đình ông Nguyễn Văn Luận ở xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã mạnh dạn xây dựng chuồng trại và được chuyển giao 60 con dê từ dự án xây dựng mô hình chăn nuôi dê hướng thịt tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long do Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia triển khai. Khi tham gia vào mô hình, ông sẽ được hỗ trợ 50% con giống, 50% thức ăn tinh và vaccine cho dê. Phần còn lại, gia đình ông Luận đối ứng 50% chi phí mua con giống, chi phí làm chuồng trại. Mỗi lứa dê nuôi từ 3 đến 4 tháng là có thể xuất bán. Khi đó, trọng lượng dê đạt khoảng từ 30 đến 40 kg một con. Giá bán bình quân giao động trên thị trường như hiện nay là 115.000 đồng đến 125.000 đồng một ký. Tính ra, mỗi con dê thịt thu lợi khoảng 1,5 triệu đồng. Nuôi dê có thể tận dụng được công lao động của các hộ gia đình, đặc biệt với những mô hình nuôi lớn có tận dụng phụ phẩm, bổ sung thức ăn công nghiệp. Mô hình chăn nuôi dê thương phẩm là hướng đi mới cho người dân Tân Hồng, có phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân vùng biên giới. Bây giờ sẽ là thông tin về thị trường nông sản. Thưa bà con, trong những ngày gần đây, do thị trường khảo quan nên giá sầu riêng hết sức ổn định. Trong khi đó, giá mít thái lại giảm trở lại. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Những ngày gần đây, sầu riêng hiện được mua với giá giao động từ 70 đến 80 ngàn đồng một ký, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Có được mức giá trên là nhờ hiệu ứng tích cực từ việc sầu riêng Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc Hiện cả nước có khoảng 100.000 hecta sầu riêng, sản lượng 1,3 triệu tấn mỗi năm. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, với giá bán như hiện nay, đây sẽ là ngành hàng hứa hẹn xuất khẩu tỷ đô la Mỹ cho Việt Nam trong thời gian tới. Còn với cây mít thái, sau một thời gian tăng lên ở mức cao, giá mít thái tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện giảm khoảng 50% so với cách đây hơn 2 tuần. Thời gian qua, giá cả đầu ra trái mít thái phụ thuộc rất nhiều vào việc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc Giá mít thường tăng cao vào thời điểm thị trường này, có nhu cầu nhập khẩu nhiều và ngược lại. Những ngày qua, giá mít thái loại lớn từ 8,5 đến 9 kg một trái trở lên, được nông dân bán cho thương lái và các vựa thu mua mít, phục vụ xuất khẩu với mức là 17.000 đồng một kg. Loại từ 7 đến 8 kg một trái, ở mức trên dưới 12.000 đồng một kg. Còn mít loại từ 5 đến 7 kg một trái, có giá 6.000 đồng một kg. Cũng liên quan đến thị trường nông sản, những năm gần đây, mắc ca được bà con nông dân tại Lâm Đồng đưa vào cơ cấu sản xuất tại nhiều nông hộ, nhất là tại những khu vực chuyên canh cây cà phê. Nhờ quy trình sản xuất khoa học nên chất lượng mắc ca Lâm Đồng ngày càng đảm bảo, đó là cơ sở để ổn định thu nhập cho nhà nông, hiện giá thu mua tương đối ổn định. Mắc ca là cây dễ trồng, chịu hạn tốt, chu kỳ kinh doanh kéo dài từ 40 đến 60 năm. Tới nơi nay, tỉnh Lâm Đồng có khoảng 5.000 hectare mắc ca. Cưng nửa diện tích nói trên đang trong giai đoạn kinh doanh, với tổng sản lượng quả khô là khoảng 2.160 tấn. 97% diện tích mắc cà Lâm Đồng được phát triển với hình thức trồng sen trong vườn cà phê hoặc vườn chè, còn lại là những diện tích trồng thuần. Khác với nhiều địa phương trong cả nước, mắc ca trồng tại Lâm Đồng ra hoa kết trái gần như quanh năm. Dựa vào ưu thế đó, nhiều nhà vườn đã đầu tư trồng mắc ca để nâng cao thu nhập. Về thị trường tiêu thụ, nhiều tuần gần đây, mắc ca được thu mua với giá dao động từ 70.000 đồng đến 90.000 đồng một ký tùy loại. Với năng suất bình quân 20 đến 30 kg hạt bột cây, mỗi hecta trồng từ 90 đến 100 cây mắc ca, bà con nông dân có tổng thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ai mà bán vào cái đợt đỉnh điểm thì nó vào được khoảng 85.000 một cái. Còn như bữa nay mà bán thì nó được khoảng 75.000 một ký thôi ạ. Thì nói chung là bây giờ làm nhân, nhân dân mà làm thì bây giờ cây okay, nó thiếu thì mình phải đầu tư thôi chứ còn mình cũng không thể theo giá mà mới đầu tư mà có giá mình vẫn phải đầu tư mà không có giá mình vẫn phải đầu tư chỉ có điều nếu mà nó không có giá vài năm mà nhân dân kiểu như nhà vườn người ta hạn chế vốn thì người ta sẽ đầu tư bớt đi một chút còn thì vẫn phải đầu tư không chỉ giúp nông dân có nguồn thu ổn định, macca trồng sen trong vườn cà phê còn giúp bà con nông dân sản xuất bền vững với nhiều tầng canh tác, nhiều nguồn thu nhập Hiện như nông hộ đang thay thế dần những diện tích mắc ca thật sinh bằng những giống mắc ca ghép đã được ngành nông nghiệp khảo nghiệm nhằm nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng các tiêu chí mắc ca xuất khẩu mà các doanh nghiệp đưa ra. Hiện mắc ca là sản phẩm cóp từ 3 đến 4 sao nên việc đầu tư theo hướng hữu cơ, liên kết sản xuất, thu mua nông sản cũng thuận tiện hơn trước. Thu mua thì bây giờ bên em uh, liên hệ với lại bên nông dân thì họ sẽ thu hạt đoạt chuẩn già và không sâu bệnh hại thì bên em sẽ thu mua với mức giá tốt từ đầu năm tới cuối năm có nghĩa là bất cứ khi nào nông dân có hạt thì bên em sẽ đến thu mua thì bên nông dân họ sẽ có những cái máy họ có thể sạc tại nhà luôn thì bên em chỉ vô kiểm tra hạt lượng hạt và bắt đầu thu mua về Hy vọng với những giải pháp trên đây, cây mắc ca sẽ tiếp tục mang về nguồn thu ổn định cho nông dân các địa phương trong tỉnh, có phần giúp bà con có thêm điều kiện tái đầu tư nông nghiệp một cách hiệu quả và khoa học. Phấn đấu đến năm 2030, diện tích cây mắc ca toàn tỉnh đạt từ 12.000 đến 15.000 hecta được canh tác theo hình thức chủ đạo là sen canh. Thông tin về thị trường nông sản vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát Thanh và Truyền hình Lâm Đồng tại đây. Bà con và các bạn quan tâm đóng góp chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 000 chuyển động LTV a.gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829 930. Còn bây giờ thì Xuân Long và Hải Yến xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con và các bạn vào các chương trình sau.